the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Hello, xin chào các bạn. Nhân tiện sự kiện giảm giá bán vị tướng Batman, một vị tướng DC Comics trở thành con mobile, mình sẽ làm Batman đi rừng trong phiên bản chiến trường 2.0 nha. Ôm mai chuối làm tặc bớ cướp anh em ơi. Rồi thôi xong, anh nên cướp được vẫn chạy rất là nhanh gọn với cái chiều lướt qua tường ấy. Tìm bạn ID rồi la cross cướp rừng, mình chỉ trơ mắt nhìn thanh niên những cái tên lâm tặc nó nhảy qua tường nó chạy mất thôi. Sợ nhất những thanh niên nhảy qua tường em ơi. Mình cũng có nhảy qua tường nhưng mà đến level 4 cơ. Đấy, rất là khó khăn. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan chúng ta bắt đầu hơn hẳn rồi đấy. Bởi vì cướp mất bộ đỏ mình sẽ rất là khó đánh trong thời gian tới. Bởi vì đi rừng không có bộ đỏ bắt người rất là khó anh em ơi. Đây, Quyền Vương này bạn ơi. Quyền Vương, nói nhẹ thôi. Rồi, qua đây. Chiêu 1 chắc chắn chết. Rồi, ok. Và trong clip này mình sẽ trình bày các bạn về cái phương án trang bị của vị tướng Batman và bảng ngọc của Batman trong phiên bản chiến trường 2.0 nhé. Một tướng DC Comics rất mạnh và không hề bị giảm sức mạnh. Đấy, một vị tướng rất tuyệt vời. Rồi, hỗ trợ ăn rồng bạn ơi. Thì bạn ăn rồng này chắc chắn luôn. Nacross, Paina, Van Hên đều có choáng. Quyền Vương móc lốp ở sau này, đều đánh vào là chết sắp mặt, bắt Quyền Vương trước. Rồi, ấy. Quay. Thôi. Đẩy thì xa dã man. Rồi. Đá có vẻ là khá chuẩn đấy. Rồi, ấy, thôi, mình đùa thôi. Thực sự một trận đấu là hơi khó khăn, bắt người thì không bắt được, cướp rừng thì cướp có vẻ là cướp hơi kinh đấy. Triệu Vân coi mình cái bộ đỏ phát, thôi mất bộ đỏ rồi anh em ơi. Hay quá, giờ phát đánh yếu máu đồng team bạn, mình sẽ sang cướp lại bùa xanh nha. Bởi vì chắc chắn là bùa xanh team bạn chưa ăn. Đó, coi như lại cướp lại. Đó là có qua có lại với toại làm nhau nha. Ok, đi rừng một mình nó nhiều khi là mang cái tính chất là nó hơi khổ tí anh em ơi. Bởi vì nếu các bạn đi rừng quen có roam rồi thì nó sẽ khác, hoặc là chuyên đi rừng sẽ khác. Mình đi rừng là thứ nhất là ít đi rừng này, thứ hai này còn không có roam này, rất là mệt. Bởi roam là vị trí rất là quan trọng, họ có thể check map cho mình để mình đưa ra được các phương án di chuyển nó hợp lý. Rồi, giết Quyền Vương này trả thù cho dập lát, chưa cuối này. Rồi về Triệu Vân ơi. Triệu Vân ôm farm đi. Đầu game là không ăn được ID đâu nếu các bạn bị thọt như vậy. Triệu Vân thì mình là chết hai mạng rồi đấy anh em ơi. Không sao, team bạn là Nacross không có bùa, gọi là không có bùa xanh thì cũng sẽ chẳng quẩy ở đâu. Các bạn chú ý nhá, khi đánh vị tướng Batman đi rừng các bạn chỉ lên đồ cấp 2 là điều của Don thôi, chứ đừng lên thẳng cái điều đê than hoặc là lên áo choàng thần ra, và thậm chí các bạn không cần lên gươm sấm sét nhá. Ở đấy sẽ nổ cái tàng hình, mình sẽ bắt Quyền Vương lại. Ui, nên đẩy mình về kìa, vẫn không đủ đam đấy, không có bộ đỏ nó bất tiện như vậy. Không có thêm đam để mình trong những pha bắt người khá là đáng buồn. Ở combo của vị tướng Batman này thì mình thường dùng như sau, ném chiêu 2 nhảy chiêu cuối rồi xoay tay chiêu 1. Đấy. Các bạn cũng có thể dùng chiêu 1 dùng chiêu 2, không dùng chiêu 1 rồi dùng chiêu cuối để truy sát. Đấy, có hai kiểu combo do thói quen của các anh em chơi vị tướng Batman thôi, cũng tùy vào khoảng cách nữa. Rồi mình sẽ bắt luôn này. Dùng team bạn này. Đấy. Bồi thêm một xíu đam thôi là có team bạn chết rồi. Tiếc thật, nhưng mà mình sẽ ăn mạng ID cho đỡ. Buồn quá anh em ơi. Rồi bắt đầu dừng team bạn thì hay quá.
Thực ra trận đấu từ đầu game đến phút thứ đến phút thứ 6 rồi mình chưa nhìn mặt thì con búa đỏ đâu. Đầu tiên là bị dừng tim bạn cướp, ôi rồi cướp hai lần nha, là Cross ID rồi sau đó đến Triệu Vân ăn buồn nhỉ mày. Đôi xíu nào, ăn rồng bạn ơi. Ở trang bị các bạn theo dõi bên dưới nha, thực sự là mình đánh nha Batman là chúng ta chưa ok, nói chung là chỉ biết đánh thôi vì nhưng mà đây là vị tướng mình cảm thấy rất là mạnh, sốc đam tốt, được gọi là sốc đam vô cùng tốt luôn, đặc biệt là có khả năng tàng hình, đây là cái điều kiên quyết giúp mà Batman trở thành vị tướng rất mạnh. Và trang bị thì các bạn có thể thấy là trang bị mình đã khuyến khích anh em không nên đồ có khả năng đốt sát thương phép rồi, không nên nên đồ có khả năng như kiểu gươm sấm sét. Và trang bị các bạn theo dõi bên dưới, đồ thì không quá nhiều đồ công, mình sẽ lên cái thư sinh phá thôi đấy, đồ công gần như là duy nhất rồi, còn đầu mình sẽ lên toàn đối thủ thôi. Ok, đồ này thì các bạn đi rừng sẽ rất là gọi là cứng cáp, đam thì các bạn không thể yếu đâu. Rồi quái tay, ôi hay nên vẫn kịp đá anh em ơi, không sao. Pha thi đấu là chung là team mình là ít người hơn, thành ra là bất lợi. Đồ lại cướp kìa, gặp một thánh lâm tặc này mình không hề thích khi nào đâu, rất là tranh thủ thời cơ. Đúng là có khi là đến phút thứ 10 mình còn chưa nhìn thấy mặt cái bộ đỏ đâu ấy, rất là cơ cực anh em ơi. Rồi bây giờ Triệu Vân do là việc ăn bộ đỏ liên tục là thanh niên cũng khá là khỏe, phá hết phần rừng bên dưới này, nhường hết cho Triệu Vân nha. Có đồng đội là ăn tham như thế thì có lẽ là mình phải chấp nhận thôi, chứ đừng có chửi nhau nha anh em ơi. Chạy đâu bạn ơi, có mà chạy lên quận nha. Phải cố gắng ném chiêu 2 chuẩn xác để cái combo của các bạn mới lợi hại được. Cái combo mình nghĩ là các bạn ném chiêu 2 trước thì nó dễ trúng hơn là các bạn dùng chiêu cuối rồi ném chiêu 2. Dùng chiêu cuối ném chiêu 2 thì mình cảm thấy nó cái độ trễ kỹ năng của Batman làm các bạn dùng kỹ năng nó thì lại hụt rất là cao. Rồi tí mình ăn bữa xanh rồi hỗ trợ team. Rồi ok, lên luôn rồi các bạn ơi, tấn công. Vayna này, Vayna lên thớt một bé, chạy đâu ấy. Lệnh bài phong thần nhưng mà vẫn không chạy được nha. Rồi ID của báo, chắc chắn là lột mạng thần trưởng rồi. Chạy đâu? Mày có anh em ơi. Một pha canh được hai mạng rất là thơm. Còn bảng ngọc cho vị tướng Batman thì các bạn dùng bảng ngọc công hợp lý và xuyên giáp. Ngọc đỏ sẽ là công hợp lý xuyên giáp, màu tím là máu đa hồi máu tốc chạy. Đồng lục các bạn sử dụng bảng ngọc công hợp lý xuyên giáp nha. Rồi quyền vương, anh em không biết mình đâu. Tàng hình nó có lợi thế mà anh em ơi. Rồi kéo hai nhưng mình ném chiêu 2 là không hợp với kéo rồi. Anh em quyền vương né được cái choáng của mình. Rồi về đi bạn ơi, về nhanh còn kịp. Về nhanh còn kịp, thôi béo rồi. Đồ tiếp theo mình sẽ lên cái món đồ quân trưng choi hoặc là món khiên thất truyền nha. Đấy thành nhiệt đấy thôi. Ở những pha mình phi tiêu không có tầm nhìn hay bị lỗi đâu anh ơi. Rồi vì sao vẫn giết được Vayna. Quả đấy là muốn bắt Van Hên, bởi vì Van Hên là chủ lực mà. Chúng ta bắt chủ lực chứ đừng có bắt support trước nha. Nhưng mà nếu team bạn chạy nhanh quá thì bắt ai cũng được thôi. Biết là tiêu diệt được địch. Ok, bắt Van Hên đẩy trụ này, thành nhiệm chắc chắn là đẩy trụ này. Cậy đã ăn được cái con chim tự tin đẩy trụ. Không ngờ bị kéo sấp mặt và chắc chắn là chết. Ăn rồng luôn, rồng bạo chúa này có rất có lợi cho team.
Ở khi đánh Batman phong cách đi rừng thì các bạn bắc chưa một trước nhá. Đấy, bắc chưa một trước thì các bạn sẽ farm rừng nhanh hơn. Đó, các bạn nhớ nha. Hoặc là các bạn tăng đều hai chiêu. Mắc chiêu 2 trước thì đam tiêu diệt tướng địch nó nhanh, nó mạnh hơn mà. Ở tầm bây giờ đồ bây giờ ấy, một combo chết cường vương nó là quá đơn giản thôi. Lúc đầu mình chưa có đồ, anh đang combo chưa đủ chết người. Rồi kéo hay, quá tuyệt vời. Bay đa lên thớt rồi. ID của báo ấy. Rồi là Lacrosse vẫn chạy rất nhanh. Ở đấy mình ném không phi tiêu không đi theo kịp được Lacrosse. Còn Van Halen thì nó không nhanh như vậy. Sợ nhất mấy thanh niên nó bay nhảy thôi. Nhưng bây giờ có lẽ các bạn thể thấy là trong giao tranh Lacrosse không thể đánh nhau được. Chỉ cần vào là bốc hơi thôi. Bởi vì các bạn thấy là Lacrosse team bạn là phong cách đó là kiếm truy hồn. Rất là mỏng, trong giao tranh chỉ có bốc hơi thôi chứ chẳng làm gì đâu. Đấy, Lâm Tặc đã chuẩn bị cướp ra rừng mình đấy. Đây. Chạy đâu, đuổi luôn. Giết. Chạy này, giết chắc chắn chết rồi, chịu bao nhiêu trận đầu. Anh niên cướp được, cướp mãi. Không ngờ là bị hành sấp mặt. Các bạn thấy chưa, đây Lâm Tặc đâu có tốt đâu. Đấy, khi các bạn chơi chỉ có chiến thuật là các bạn cứ chỉ đi cướp. Các bạn không chịu khó đẩy chung, không chịu khó hỗ trợ team thì cũng chẳng có lợi ích gì, nhớ nha anh em ơi. Chờ Lacrosse các bạn không để chơi mỗi cái chiến thuật chỉ cướp thôi. Đấy, cướp các bạn bỏ team, không hỗ trợ team bắt người, không hỗ trợ team đẩy trụ, không hỗ trợ team ăn mạng thì lấy đâu team khỏe được. Đấy, các bạn chỉ có no mỗi cho bản thân mình, hack vàng của mình thân bản thân mình thôi. Đấy thì đâu thể là tốt được nha. Chúng ta phải phối hợp đồng đều. Rồi chắc chắn là thanh niệm Van Helsing đến bản số nha. Rồi tiếp tục Pena. Ok, đẩy đường dưới này các bạn ơi. Đẩy thằng trụ luôn, ăn tinh công làm gì, ăn scissor làm gì, ăn con tạp thần làm gì. Đang có thể đẩy tốt để đẩy trụ là đẩy chiến thắng luôn này. Rồi ID bị dính choáng kìa. Ok, có lẽ là video của mình cũng đến đây hết rồi, bởi vì team bạn không thể thủ được 4 người mà. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được mobile tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSports là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp. Cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.